always been mattress. Seems fantastic. A hero of a hoe and a woe and a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goal just flattered. Every day, every night, I was thinking back on you and I. Every day, every night, I want my whole life just to get right, just to be like. Look at me, I'm never coming down. I want my whole life just to get high, just to realize everything I need is on, everything I need is on the ground. But I've been waking up with your voice in my head and try to send a message to let you know that every single minute I without you I regret. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, I want my whole life just to get right, just to be like. Look at me, I'm never coming down. I want my whole life just to get right, just to realize everything I need is on, everything I need is on the ground, on the ground. Everything I need is on the ground. No, but they don't hear me though. Your voice goes up, this must come down. And I say I made it now, but I figured it out. Everything I need is on the ground. Just drove by your house, so far from you now, but I figured it out. Everything I need is on the ground. Mọi người thấy chiếc tai nghe mà mình đang đeo này có xinh không? Đây là em tai nghe True Wireless JBL Tune 115TWS. Châu Anh đã dùng tai nghe này gần 2 tháng nay rồi mọi người ạ. Nhất là khi tập hát, tập nhảy và quay cover bởi vì nó rất là chắc chắn luôn ý. Lại còn nhỏ gọn và tiện lợi hơn tai nghe có dây rất nhiều. Về màu sắc thì có tất cả là 4 màu mọi người ạ. Mình đã sử dụng màu đỏ đen, rất là trending và hợp với các bạn Gen Z luôn á. Ngoài ra mọi người còn được nhận một túi tặng kèm nữa nha. Có thể tha hồ dán những cái sticker theo cá tính của mọi người nhé. Về chất lượng âm thanh thì khỏi phải bàn luôn mọi người ạ. Âm thanh chất lượng cao này, không bị rè, tiếng bass rất là đã tai. Mà nhắc tới JBL là một thương hiệu rất là có tên tuổi rồi nên là mọi người yên tâm nhé. Giá của tai nghe này rẻ hơn rất nhiều so với các sản phẩm AirPods của Apple, nhưng mà chất lượng vẫn rất là xịn nha mọi người. Mình sẽ để link ở phần mô tả để mọi người dễ dàng tìm kiếm và tham khảo sản phẩm nhé. Mình cảm giác như đây là một món hời thực sự bởi vì tai nghe True Wireless này đến từ thương hiệu xịn sò. Mà mình còn được tặng thêm quà là một chiếc túi đáng yêu, giá thì chưa tới 1,5 triệu luôn á. Không biết là mọi người thấy bản cover này như thế nào nhỉ? Nếu mọi người yêu thích bản cover này thì hãy để lại comment để mình biết nha. Nếu mọi người yêu thích video của mình và muốn mình tiếp tục cover những ca khúc mới, các ca khúc đang trending này, thì mọi người hãy ủng hộ mình bằng cách like video, share video trên các nền tảng mạng xã hội này, cũng như là bấm đăng ký, nhớ là nhấn nút chuông nha, để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo nha. See ya!